Em xin kính chào quý gia chủ của Đồng Nông Sơn. Em là Đạt, đến từ Đồng Nông Sơn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một bộ đồ thờ mang tên bộ tam sự nến, cao 60cm với chất liệu từ đồng đỏ và được khảm ngũ sắc nha các bác. Với chất liệu từ đồng đỏ và được khảm trực tiếp lên bộ đồ thờ 5 kim loại quý, bao gồm vàng ta này, bạc ta này, đồng đỏ này, đồng xanh và đồng đen. Và được xử lý màu là màu đồng nổi, một dạng của một màu hun nâu. Bộ đồ thờ ngày hôm nay bao gồm những vật phẩm cụ thể sau. Thứ nhất là một đỉnh đồng sẽ cao 60cm tính từ chân đế tới đầu của nghê. Và một đôi chân nến sẽ cao 40cm tính từ chân đế tới cổ đỉnh, với tổng cân nặng là 29kg. Vậy bộ đồ thờ ngày hôm nay có gì đặc biệt? Em xin mời các bác cùng em lại gần khám phá bộ tam sự ngày hôm nay ạ. Bộ tam sự nến khảm ngũ sắc 5 chữ vàng cao 60cm. Đây là một bộ sản phẩm được Đồng Đông Sơn chế tác riêng theo yêu cầu của khách hàng. Bộ sản phẩm có bề mặt được khảm 5 kim loại quý, kiểu dáng thì vô cùng độc đáo, màu sắc thì vô cùng bắt mắt và nổi bật, với chi tiết hoa văn cực kỳ tinh xảo, cầu kỳ và vô cùng đẳng cấp. Trên cổ đỉnh ấy thì được khảm 5 chữ vàng Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh bằng chữ Nho. Đó. Bộ đồ thờ thì được chế tác từ nguyên liệu đồng nổi cực kỳ tinh khiết rồi. Và được bên em loại bỏ hầu hết những cái tạp chất. Sản phẩm thì khi hoàn thành thì có chất lượng bền này, màu sắc thì gần như mãi mãi với tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Đối với các kim loại được bên em khảm trực tiếp lên bề mặt thì đều được sử dụng những cái nguyên liệu tốt nhất, đảm bảo cái sự kiểm định khắt khe. Về quy trình đúc thì bên em hoàn toàn khác so với những dòng phổ thông. Đó, bộ sản phẩm tại Đồng Đông Sơn thì được đúc hoàn toàn thủ công. Bộ đồ thờ thì được tạo từ khuôn đồng, khuôn đất, từ đất cát Thạch Anh. Sau đó là các công đoạn nung cháy đồng này, đổ đồng vào khuôn, tháo khuôn và sửa nguội cái bề mặt bên ngoài. Toàn bộ quá trình thì đòi hỏi những cái tay nghề này, kỹ thuật cực kỳ cao từ những người thợ cực kỳ kinh nghiệm đến từ làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh. Đó, để đảm bảo cái sản phẩm khi mà hoàn thiện nó sẽ có cái chất lượng hoàn hảo nhất, tốt nhất. Về bề mặt bộ đồ thờ được các nghệ nhân sử dụng phương pháp khảm kim loại truyền thống tại Đại Bái. Trước hết chạm các đường hoa văn sâu xuống thớ đồng, sau đó đưa các đường kim loại theo đường chạm tạo hoa văn. Sản phẩm thì có bề mặt nhẵn mịn, hoa văn rõ ràng, sắc nét. Trong khi đó, hàng kém chất lượng có bề mặt nhiều vết rỗ và lỗ bọt khí. Các kim loại thì khảm chưa được xử lý kỹ, có thể bong chóc theo thời gian sử dụng. Sản phẩm do các nghệ nhân tại xưởng đồng Đại Bái, Bắc Ninh được coi là cái nôi của nghề đúc đồng chế tác. Việc này giúp cho bộ sản phẩm có sự độc đáo, chi tiết hoa văn, tinh tế và sắc nét. Để nói về sự khác biệt so với người thợ mới chính là cái chất riêng của bộ đồ thờ. Như đã giới thiệu ấy, bộ đồ thờ có chi tiết hoa văn được thiết kế riêng. Các nghệ nhân phải dựa vào kinh nghiệm và sự sáng tạo qua từng sản phẩm mới đúc kết ra bộ đồ thờ hoàn thiện như hiện tại. Đặc biệt với dòng đồ thờ khảm ngũ sắc, các đường chạm khảm phải thật chi tiết, sắc nét, chìm sâu vào thớ đồng và bề mặt nhẵn mịn thì mới chuẩn chỉnh. Màu sắc của bộ đồ thờ là nâu ốc, kết tủa đặc trưng và gần như không bị bay màu và xuống màu theo thời gian. Và sau đây em xin mời các bác cùng em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ tam sự nến ngày hôm nay ạ. Bộ tam sự ngày hôm nay sẽ phù hợp với những không gian thờ cổ kính, uy nghiêm và sẽ giúp quý gia chủ khi sở hữu bộ đồ thờ này thì sẽ hút những luồng tài khí, tài lộc cho gia chủ. Đi kèm với bộ sản phẩm sẽ là một chương trình bảo hành lên tới 10 năm về màu và trọn đời về chất liệu đồng. Đi kèm sẽ là giấy tờ phía bảo hành đầy đủ này, có đầy đủ tên khách hàng, địa chỉ, loại mặt hàng và đi kèm với cả hóa đơn xuất hàng. Khi vận chuyển, bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi đóng gói, bên em sẽ gói hàng thật kỹ lưỡng để khi các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thì bộ đồ thờ sẽ không hề bị xước xát và vẻ đẹp bên ngoài sẽ y như khi em đang trình bày tới tất cả các bác.
Nếu như các bác đang muốn sở hữu bộ đồ thờ này, các bác hoàn toàn có thể liên hệ em qua hotline hoặc Zalo 0911 740 569 để được em tư vấn cụ thể. Em rất mong sẽ nhận được những lượt like, những lượt đăng ký và nhận những lời đóng góp từ tất cả các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.